Vâng. Ở đâu mà đụng mày? Mới không đụng mày từ chứ. Từ đâu, đâu đâu. Ý là đang tết mấy quay, đụng mày dạo này mấy quay yêu nó quay nét lắm. Giờ làm gì? Anh đứng im em chụp bô này. Anh cười lên nha. Yeah. 1, 2, bé cười gì không mà con mắt mơm cái này, em nhắm mắt luôn mẹ đi. Nhắm mắt là quá. Đang cười là nhắm mắt luôn em mới đẹp. 1, 2. Mày quay lại đây là mày quay. Giờ vui làm cái đâu. Quay chờ cứ lấy mày quay chọn chọn mở không chịu đâu không đụng. Không quay đàng hoàng đi. Quay đàng hoàng nha. Quay bà xuống này giờ đi. Không quay đất quay lên đúng không? Quay đất quay lên. Quay kiểu vậy không? 1, 2 bé. Hello nè. Đâu mà đụng mày. Không lỡ đâu khắp cái. Trời vậy. Mới giờ đụng mày cho mạng chú không? Quay đầu. Đàng hoàng. Được được quay được đưa tao quay cho làm gì đi. Ấy là ấy là. Đưa thiếu quay mẹ. Từ hồi chút rồi hồi nãy mấy anh em đi đâu mà lâu dữ vậy? Nãy giờ đi nhăn nhằn tiếng mới vô đây chứ. Ê, đồ tao kêu chớ ông chị cũng đây vô nhằn tiếng gì nữa. Thì nãy đang ở nhằn tiếng cuốn bài mới chạy vô. Tụi bữa răng mé không ư? Ừ, tụi mấy bữa. Ngày đi. Trời ơi mày chơi đồ mẹ anh em mực chứ mày. À, thôi đưa làm quá. Lấy cộng đập ram bây giờ. Đưa làm quá ở đây. Đâu đụng mày. Cuốn đây nha. Đứng tụi ném lắm nha mày, đụng mày giỡn đây nha. Tao biết nào đụng tao khùng. Tao khùng lắm giờ điên trời. Ê. Nè ông côn quẹt à. Quẹt gì? Côn quẹt hở. Nè quẹt gì? Bán thổi kìa, bán thổi kìa. Bán thổi kìa, bán thổi của anh đây. Được. Thôi anh đâu bán thổi. Quẹt hả mày? Thôi buồn trời với mày. Anh đi nha, anh chở cho ai? Trời mong nói vậy mày. Trời quẹt rồi. Quẹt ra ngoài. Quẹt ngớ rồi anh. Để đâu tao thấy đâu chị. Trời lôi vô, đụng quá trời với anh. Đi anh chờ anh. Ông chờ với ai chờ? Anh lôi mấy quần rõ ràng. Anh lôi rõ ràng mà đi chờ. Đụng mấy anh lôi rõ ràng. Quá lấy thủ liền. Giỡn mày đưa tao quay cho. Nói chung hôm nay rủ mấy anh em xuống làm một cái clip vui tươi giải trí thôi. Đó là chơi chờ chờ. Rồi giờ đợi cho 1 phút nó quay mấy anh em mình nha. Không thiếu quay. Đừng phút quay. Đừng phút quay chứ. Rồi vô đàng hoàng nói đi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Quật đụng mày, lần thứ đụng mày. Dẫn dài dữ vậy nè. Dẫn đâu lại, chị mẹ đụng mày quay. Hứa hứa không làm nữa. Hứa luôn hả? Bữa giờ tức đụng mà nó. Hứa không làm nữa, em mà làm nữa anh làm cho. Sao miệng anh đâu dữ vậy? Tôi không nói tụi đụng mấy châu rồi cười của mày. Hứa không làm nữa nha. Chứ mới ngủ chùi rồi đi nha mày. Ai mà chọn mó, quất làm quất làm chó luôn hả? Không làm nữa không? Đụng đi nha mày. Mày nói vậy mày. Nói lại lên. Hello lại. Kỳ vậy mà. Hello lại. Rồi hello anh em nha. Nói chung là hôm nay nữa. Quý một cái. Sao biết được. Ủa nó chọc nó chứ anh nó chọc hơn. Sao vậy? Sao quá. Mấy nó chị méo luôn. Có đâu thấy chị méo đâu. Chị méo không? Thấy gì hết đi mà chị méo luôn. Lâu lâu vừa vừa tao chứ. Vậy chứ mày giỡn giỡn mày một phút. Đâu rồi? Làm không cái nữa anh. Đi đâu vậy? Đi chơi tôi giờ. Đụng mấy nó trời. Không anh nó lỡ đâu. Đụng mấy nó. Nó lỡ. Mày chừng dài vậy đụng mày chứ lỡ vậy. Quýnh nó ơi. Đụng mẹ chuyện nó giỡn. Mạng nó chữ hoài ra mà. Luôn hả? Ngày nữa. Trời mời đại cầu nó leo cái à. Mẹ là giỡn như này đụng mẹ che chú giỡn. Chú giỡn mẹ. Làm phước tụi lớn nhỏ. Chào chị. Chị hình thiết. Chị hình thiết nhất nào vậy? Trời lần nữa tụi lấy cái tay. Không, thôi anh, em giỡn, anh em giỡn. Giỡn mà làm vậy? Đụng mấy em. Đụng em. Cá mấy em anh quốc. Đụng mày. Dài. Đụng mấy em anh. Quốc gì mẹ thiết. Đụng mày trời vậy mày. Không quốc xin lỗi ông quá. Vừa lắm. Vừa lắm anh. Lớn hơn ní nè. Thầu lên quê. Thầu quần đụng em. Làm lần nữa chưa đâu. Vậy mày. Lớn rồi. Lớn rồi. Thầu quần đụng em. Thầu lớn rồi chứ quốc. Đâu quốc. Trời đụng mẹ không đổ bộ thì dớ đụng mẹ đổ bộ. Không, ý là em giỡn. Ý em giỡn mà anh cùng trời. Giỡn mà. Quắc. Nghe. Em giỡn anh ạ. Bị nó quê vô miệng anh. Em tính chập anh trời mà. Thôi bây giờ đụng mấy anh trời tiếp. Tụi nói giỡn gì vậy? Hả? Tôi. Ê, anh cầm nha. Đụng mấy anh bữa nó cột tôi vô cục cà chì em nhớ không? Nãy bây giờ anh cầm nó quê nha. Tôi sợ nó quýnh quá. Nó quýnh cái em này em cả nha. Coi tụi nó nếu nó đổ bầu con đuôi nó mẹ này. Thằng nào đổ bầu nó. Từng quần nó đeo mày nói rồi. Chẳng cái dây như vậy. Chị mẹ người mẹ. Lỡ quần tôi dưa luôn đụng mẹ. Đi dùng rồi vậy như thêm cái hạt này. Đụng mẹ lần nữa người quay luôn. Trời mình đuôi. Tôi chắc đọc đụng mẹ. Chọc cái cây. Anh ác dữ quá. Tụi anh đẩy lứa vô loài cây để chọc mày em này. Em chờ giúp tôi mà đụng mày giả mày. Đụng mẹ. Rồi giờ sẽ trang thiết hả? Thêm bánh mở nó cho tôi nhét lấy tôi chạy cho mẹ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đủ chi sao xuống luôn không mày? Xuống thì máu cho xuống vậy. Đèn yếu đâu, cái gì gọi vậy là yếu rồi. Mày như là cái to mà lép đi kiếm mày bự. Sao tao? Tục lấy gì thúi chứ. Muốn chưa? Mày nó đi gì mày? Cái lấy thuốc địch chứ gì đâu thôi. Đụng quá anh trời xấu không thịt chứ mày. Trời lũ lấy thuốc địch nhây vô mỏ mà. Đợt phút nó nhây vô tao tao chưa nói. Đừng làm mày nóng nhằn quá. Thôi lại quay anh. Anh em lại quay. Thôi quay lại quay quay đâu nhanh đi. Giỡn giỡn. Giỡn thôi. Giỡn thôi. Giỡn thôi. Anh cứ nhét lên. Cái chút cái tàu vô. Nói gì cái lê nó quyết cái chân đủ quá. Như đủ hả? Đâu? Đứng đây. Em thuốc chừng mà. Lê tôi thì cứ nhẹ nhẹ anh giỡn nổ không sao mình chổi quay vô mó là anh leo mó rồi. Nào đi đi anh đừng lên chọn. Sợ lắm. Tụi mấy em làm nữa đủ mấy. Tôi chia luôn á. Đừng có quay tụi mẹ. Đừng quay chơi. Không quay được không? Được sao không được á. Cái này biết không nói tôi cũng được. Không được cái giỡn nữa quá. Đưa em quay cho anh cứ chọt mó nhỏ à Biểu. Là dữ vậy. Chân rồi đây biết rồi. Chọt nhỏ nhỏ Biểu. Giỡn chút mà làm. Tụi mày đủ ổn chia mẹ đi. Đi đi. Lên đuổi mẹ lên. Tao nói vậy. Đuổi thiếp đi. Ném ngoài nha. Tao thiếp thôi. Thôi thiếp. Tụi mày chơi đủ ổn chia mẹ đó. Chơi chơi vậy. Thôi mà ra thì không có giỡn nữa. Rồi bây giờ tao quay đàng hoàng này. Chứ không có nói nữa nha chưa. Chứ ông Quần đi hay sao vậy? Tao đi nhẹ anh, nó ịt như miệng anh, nó lỡ mà xin lỗi rồi. Rồi bây giờ mày quay ấy. Tao hôm nay mày quay một bữa ấy. Dạ không được. Rồi. Mà nói chủ yếu thấy mày nha ông. Phúc ý. Chủ yếu thấy mày anh Quốc này. Anh muốn thấy mày cả. Mày vừa đi làm gì tự nhiên mày thành người khác đi chơi mày. Cái mà không kỳ tôi vậy. Làm sao? Đi mày. Trời ơi. Cái mỡ. Thầy Yến nhờ. Em lại biết cái. Mày tức quá em. Tụi mày tức quá em. Cái gì vậy quá. Mẹ đem giỡn mà vậy đi. Giỡn chứ mà làm gì vậy. Không mày chứ. Tầm giỡn mày nữa. Ông không có thương mày thôi. Mày ịn món chi. Mày đi dừng chạm chết thì. Ờ. Tụi mày không có số chi mày. Đồ mày lên một phút được nha. Nó đồ mày dù gì nó lồng ngờ nha. Còn ông đồ mày nhỏ ông láp láp vô chồng vui không. Đồ quay vì đừng có yên mó chứ. Nói rồi đừng có chọc anh ông. Em giỡn chứ. Lên chứ. Bỏ chiếc ai vậy. Anh vót. Người ta dục gốc cây à. Đi xài dục gốc cây không chứ chết á. Đừng quay nhà tao đi nghe vậy. Không anh. Chúng này. Chạy sụp phít cái đâu vậy. Biết mẹ nó tôi lấy luôn. Mất chiếc luôn hả. Mất chiếc mà đụng mày cái đây. Trên đeo ông em chịu. Cái gì thôi. Quần lên thiết mình nghe thiết. Ờ bên anh em à. Mẹ nói chữ tôi mày kêu. Giờ em mất bánh chín rồi mà. Đủ mày chưa mày. Em lỡ em lỡ quay ở đây bỏ mày. Lỡ xin lỗi lỡ anh đủ. Đủ quá. Quyền giết đầu trẻ ống mày. Quay nãy giờ đủ mẹ. Ý là tôi quay nãy giờ chưa quay được đoạn gì luôn anh Quốc. Giết tôi đâu. Giết đâu tôi giết đâu mất đâu. Tình quần đủ mẹ nó đang điên rồi mà sao cứ chạy cháy như vậy. Tìm giết em tìm giết đâu. Chết rồi em không chờ đâu không được cái sao. Em lỡ mấy quay nó tự yện cho em đâu. Đồ mẹ cái trời khó mở rồi. Giết tao bỏ đem mũ hiểm này. Đâu. Chụp cái giết mà đủ nó bỏ mũ hiểm của quần thiết rồi chứ. Quần thiết chơi gì rồi thiết. Đi anh em mình về. Máu chữ sao mà giờ kêu chở. Đủ gì giỡn không? Giỡn không này em bắn cân ra lắm. Tiền hả? Có tiền không? Tiền không thì ăn cân. Lần nó bè đó tụi em không nọ được. Cái đồ mày điên trời. Tụi mày nào nọ. Mày nó điên chứ sao? Chứ sao nói người ta nọ. Tụi mày chết rồi. Tụi mày ăn kịp. Người mẹ tụi mày. Quỳ ra luôn. Phúc chuyện tay lại Phúc. Ôi quá. Chuyện tay lại mày. Chuyện tay lại em coi. Đi đây đi đây lại. Đụng mày tao không nhớ bực không? Ờ mày sai đồng mày xin lỗi quá. À. Rồi im đây. Im đây. Đâu lên đây. Đâu lên. Đâu còn cái tay dây nữa. Đó. Đâu rồi. Được. Đụng quá anh nảnh quá, anh khó quá. Đó ở đâu? Sao anh? Tính gì bộ luôn, ủa ba chi gì bộ luôn. Luôn. Tự nhiên thái là anh thương tiền biết gì luôn. Đâu rồi. Biết ai biết chạy đâu biết. Đi chơi bận quá bây giờ. Nó bị đâm không?
Còn lúc anh ra chỗ tivi tao, anh lụm cái tivi tao, anh làm quốc màn tang tivi nữa. Tao à! Quốc, cho anh đập nhà em để anh Quốc. Tụi em xin lỗi. Cho anh đập nhà em anh Quốc. Em yêu nhà thôi. Rồi, bây giờ tháng này em quay chậm mở rồi em. Tháng này em trừ anh 50% tiền lương nha. Quần nhớ nữ mẹ luôn, dịp mẹ luôn. Chứ đủ bây giờ anh cho gì vậy? Em giỡn anh mà anh cho. Em đập mở thôi. Đập mở anh hầu giọt có sao đâu. Tháng cho 1 phút đi, em cho 1 phút ra đủ mẹ. Mẹ tao chế vậy mà anh giỡn xíu rồi. Mẹ phun cho đứa nào. Mẹ lấy cái chuồng ra. Đồ quá cái bụi tàu ô. Đồ quá cái bụi quá chịu nấu. Đồ quá. Bụi ta chạy quen nấu đâu mà chứ. Mà chạy theo quen. Quen nấu luôn. Cái đồ quá ông chế vô nữa kìa luôn. Không. Cái gì anh chạy. Cái gì cũng đập chết rồi nha. Giờ anh em lỡ chứ. Mấy tính tùm ném lắm à. Ủa sao đừng cho nói chưa mẹ. Mình tự làm gì này anh căng dữ anh quá. Làm mấy đâu mà quá. Anh em có giỡn xíu mà anh đập gì đâu người giỡn nhà nó đâu. Gãy gỗ sắt kìa. Tập phải gãy gỗ sắt rồi sao. Không anh em xin lỗi anh tụi người luôn à. Không. Không nghĩ đâu. Anh em vỗ tay cái. Anh đi bụi gì anh quá.